Sáng ngày 30 tháng 5, nhằm 12 tháng 4 năm Quý Mão, tại Việt Nam Quốc tự, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Giáo Phẩm Ban Chứng Minh, thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, các ban chuyên môn, thường trực Ban Trị sự các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã dâng tập tác pháp An Cư Kiết Hạ, Phật lịch 2567. Sau khi đảnh lễ cưỡng bạch chư lực vị tổ sư tại tổ đường Việt Nam Quốc tự, chư vị trưởng lão, chư tăng tuần tự theo hạ lạp, dân tập chánh điện cử hành nghi thức thọ an cư theo truyền thống. Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, niêm hương bạch Phật, đại chúng đồng xưng tán đảnh lễ Tam Bảo. Trên tọa Thích Quảng Chơn, trưởng ban nghi lễ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, tác bạch cung thỉnh nhị vị trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng và trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm đối thú tác pháp an cư. Sau đó chư tăng phương tiện tác pháp thọ an cư đại chúng. Trong không khí thanh tịnh hòa hợp, trưởng lão hòa thượng pháp chủ đã có đôi lời giáo giới đến chư tăng, nhắc lại ý nghĩa quan trọng của việc an cư đối với chúng xuất gia, cũng như những điều mà người xuất gia cần nghiêm trì trong 3 tháng hạ nhằm làm tăng trưởng đạo lực, nuôi dưỡng chất liệu giải thoát an lạc. Theo kế hoạch tổ chức an cư kiết hạ Phật lịch 2567 dương lịch 2023 của ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, tất cả các thành viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, các ban chuyên ngành trực thuộc, ban trị sự Phật giáo thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện sẽ làm lễ bố tác tập trung vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 14-29 âm lịch hàng tháng. Mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2567 sẽ được tổ chức tu tập với hai hình thức: an cư tập trung và an cư tại chỗ tại các trường hạ địa phương. Tại các địa phương cùng thống nhất thời gian lễ tác pháp an cư vào 16 tháng 4 năm Quý Mão, lễ tác pháp tự tướng vào ngày 16 tháng 7 năm Quý Mão. Trong mùa an cư, Chư Tôn Đức Ban thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thăm và sách tấn tinh thần tu học của hành giả tại các trường hạ trên địa bàn thành phố.